người tình trên tiếng cả mời kép trung ca. Quân hạ giam khổ tịch xuyên vào một tối, để sáng ngày mai vua tiên kèo về mong tổ. Làm kém luôn lần đầu.
một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh khắc chú xa, yêu nhau là có tôi phải không? Có phải em và người đó đã hẹn hò nguyện?
hát làm xếp với bà mẹ. Rồi cảm ơn mẹ Hiền đã ghé vào đường lai song ca cùng con gái mình lên nha. Chúc mẹ buổi trưa vui vẻ nha. Rồi cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều đã cổ vũ cho hai mẹ con. Giờ mời anh bạn Hiền rồi cái tới Hồng Điệp nha. Hồng Điệp giờ nhìn Lê thấy ca sĩ còn mình lận thì nhìn Lê hát nha.